Loại kênh này sẽ là bạn đồng hành của chị em phụ nữ, và đặc biệt là bạn đồng hành của những người bị xương khớp, tức là cái xương mình bị đau nhức, bị thoái hóa, khớp bị khô, lục cục, lạo xạo. Và đặc biệt anh chị em từ 40-45 tuổi trở ra thì cái loại kênh này quá tuyệt vời. Ok, number one. Nó giúp cho chị em phụ nữ xử lý các vấn đề về vôi hóa, thoái hóa, gai xương, xốp xương, loãng xương. Và đó chính là kênh chân gà nấu với đỗ đen. Anh chị em chỉ cần 5 đôi chân gà thôi, rửa sạch với 300g, tức là 3 lạng đậu đen ấy. Và mình rửa sạch, ngâm, cho với gạo nếp, cho vào nồi và cho vào khoảng 1-2 lít nước. Mình hầm cho em Trung Anh khoảng 1-2 tiếng, tức là càng lâu càng tốt, càng mềm càng tốt, càng nhừ càng tốt. Có điều kiện ăn cho em một tuần từ 3-4 lần. Ngoài việc xử lý cái xương khớp của chị em phụ nữ rồi nhá, thì trong chân gà sẽ có collagen giúp cho chị em phụ nữ này khôi phục lại cái làn da, da dẻ sẽ cực kỳ ok, number one. Vừa xử lý được cái bên trong là cái đau nhức về xương khớp, vừa xử lý được cái nỗi đau bên ngoài đó là da dẻ kém, thì chân gà cái món này sẽ cung cấp collagen cực kỳ tốt với chị em phụ nữ, chị em nhé.